Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng check đua mang thương hiệu của Mỹ. Và đây là chiếc check One Series 1.1 màu đỏ rượu vang rất là đẹp các bác nhé. Đây là chiếc series đầu tiên của dòng đua check. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Với chiếc xe màu đỏ rượu vang. Trên khung xe, trên khung bên trên thì là màu đen, rất là khỏe các bác nhé. Cái khung xe của One Series 1.1 em sẽ lướt qua nước sơn của xe. Như các bác thấy đây thì nước sơn rất là mới các bác nhé, nước sơn nguyên bản của xe đấy. Em đánh giá chiếc xe trên 90%. Check One Series 1.1, một chiếc đua hiệu check Mỹ. Đây là một thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới về dòng xe đạp thể thao, mang thương hiệu của Mỹ. Đây là càng, như các bác thấy rất là mới, càng đỏ đen đây. Cọc yên SSA, một hãng làm phụ tùng rất là nổi tiếng thế giới rồi. Yên thì của Bonchanger, một hãng làm phụ tùng xe độc quyền của Trek. Có thấy Trek thì bác có thể thấy những phụ tùng xe của Bonchanger, luôn zin theo xe. Bộ phanh 3 mảnh. Làm từ khung aluminum 100 series. Đây một chiếc xe đua của Trek rất là nhẹ các bác nhé. Nó chỉ tầm 8-9 kg. Khung nhôm siêu nhẹ. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Bonchanger, bản theo check đây. Càng xe được sử dụng tay bấm bộ tay lắp của Shimano Claris. Bên này bên lip 8 tầng, bên đĩa 2 tầng cho xe 16 tốc độ. Claris các bác nhé. Vâng, và bên cạnh khung xe có ghi cái tem chống hàng giả của Bonchanger. Đây có thể thấy đây là trang web của Bonchanger. FSA. Và được sử dụng bộ vành của Bonchanger. Các bác có thể thấy đây là logo hiệu của xe, của cái phụ kiện. Và đây là lốp Bonchanger luôn. Thông số lốp là 700x25C. Đây nó có bị mờ đi đây, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy 700x25C. Và chiếc xe vẫn giữ nguyên được bộ lốp của nó, vẫn giữ nguyên bộ lốp của Bonchanger, rất là cao cấp, lốp hiệu. Đùi đĩa 2 tầng. Hình thức chiếc xe này thì còn rất là mới các bác nhé. Lít 8 tầng này, rất là mới. Lít 6. Gạt đĩa của Shimano Claris đồng bộ theo xe, củ đè Shimano Claris. Giờ mình sẽ đo size đứng của xe.
Vâng, và chiều cao size đứng của xe là 51, tương đương với size M, phù hợp các bác từ 1m63 đến 1m75, có thể đi vừa chiếc xe này. Vâng, dòng đua check này luôn được các bác quan tâm và hỏi tại cửa hàng em, và hôm nay em về một chiếc đây. Dòng xe test chuyển động của xe 8 lít và 2 đĩa, 16 tốc độ. Vâng, lên lít chuyển động rất tốt các bác nhé. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano Clarit. Vâng, nghĩa tú nghĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Một dòng đua check one series 1.1, màu rất là đẹp, màu này mới nhất về tại cửa hàng em, lần đầu tiên về, một sâm banh rượu vang. Vâng, và vừa giới thiệu xong chiếc xe Check One Series 1.1, một chiếc xe đua của Mỹ, và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em mức giá 10 triệu, miễn phí ship toàn quốc 7-1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để xem những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Tôi xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các bác liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.